Là hái bưởi nè. Con quay nha, cầm nha, cầm hai trái xong quay, cầm lại, đúng rồi, xoay nó. Xoay vòng vòng. Đúng rồi. Cái nữa là rớt à. Nè bác xoay cho con nè, bác xoay cho con coi nè. Nè nha. Con cầm đây nha, đứng yên đây nha. Bác chỉ cho nè. Nhiều lực hơn, một tay mình chịu một tay, còn hai tay đỡ có cái lực á, hai tay mình đỡ nó nhẹ hơn nhiều chứ con. Thì vô khơi bụi ăn nha, không chứ bụi ăn hay ăn cóc không, con thấy ăn cóc không, hai cóc cho cô quanh đi nè, cô nói nguyên chục cóc này cô lộn, hả? Cái trái gì đó vậy? Cái mận á, mận hoa yến, cái trái gì đó? Cái trái để bắt kiến, sao để bắt kiến? Đúng rồi con, tại vì là kiến nó thích ăn mấy cái mận ngọt á. Xong rồi nó hay chui đó, mình có một cái chai khác mình bỏ đường đó, nó sẽ đi vào đó nó ăn, nó không ăn, nó ăn chế mật của mình đó kìa. Cái này có nè, nó chui ở đây nè, thấy không, bị bắt bẫy rồi. Nó bị bắt bẫy gì rồi? Ok,